Rồi tiếp tục là bộ này của cá tẹt nè, này của cá tẹt rất là bền, rất là bền nè. Này của cá tẹt này cũng đủ một cặp. Lòng cái kia, lòng kiểu kia, lòng kiểu kia mới được. À, đo được cái đường kính này không? Đường kính không? Ờ, cái đường kính nó cắt cái này nè. Đường ra vòng tròn. Đúng rồi, ra vòng tròn. Lấy cái thước chia 2, không phải chia 2, chia 3,14. Nó ra cái đường kính. Đúng rồi. Đây, 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 đây. Đây nè. Cân cái cục này nè. Xây qua để coi các bạn ơi. Cái này á, là 60 nha. Đường kính sao 60. Vừa tới cái này là 652 kg.